có làm vợ đâu. Thì mình đang thử bông hẹ xào với tôm chưa, ngon lắm á bông hẹ nè. Quá trời trồng thao bông hẹ đó, ngon nha, mà nó hơi dai, giòn à, có vị ngọt. Bông hẹ thì nó gít cho thằng ông nên các cô vợ nhìn cô vợ bồ gì đó thì làm cho chồng mình hay là bồ mình ăn nha, vé gít cho thằng ông, nhất là bông hẹ. Mình không cần xào tôm nhiều đâu, tôm chỉ 10 con đủ rồi, xào nhiều quá mình chỉ thưởng thức cái vị của hẹ đó. Mình chỉ cần cho nó xíu đường, xíu tỏi, xíu mắm muối nữa là xong, là xong một bữa để ăn rất là ngon mà là bổ dưỡng nữa. Ok, bây giờ mình cắt xong mình xào nha. Cho tí dầu. Thổi. Cho xong nóng lên. Thôi cho nó nóng một tí. Okay, mình biết khi mà tỏi dầu nóng mình để chiếc đũa này nè. Nó có một cái tí e nó bubble lên là mình biết là nóng ha. Một cái xào thì về ra khỏi em. Ok, rồi bỏ tỏi vô nè. Bỏ tỏi xào nó khoảng mấy giây cho nó nóng trên tỏi lên đấy, mình thử hành. Thơm phức. Tỏi này mà nó sống thì nó hôi, chứ mà khi mình nó vào thì nó chín nó thơm đi. Ok rồi, giờ mình bỏ tôm vô ha. Tôm như cái nước thì hẹ, bông hẹ thì là nó chín lẹ lắm. Okay, được rồi đây. Tiền tí thôi, tí luôn, tí mình bỏ cái chim nữa. Bây giờ nhỏ tí thôi. Tôm đợi cho tôm nó vàng à, nó sang lại một tí rồi bắt mình bỏ hẹ cho thôi. Rất là đơn giản mà rất là ngon. Bỏ hẹ vô nha, bỏ bông hẹ vô, bông hẹ chứ không phải là hẹ đâu nha. Hẹ mà mình làm xài nó dai mà nó dở thì phải nói là bông hẹ đó, chỉ có bông hẹ thì nó mới giòn được, nó giòn nó ngon mà nó ngọt hơn là cái lá hẹ bình thường của mình.
mà nó hơi dai hơn một tí nên cắt bỏ cái đuôi nhiều nhiều lên. Đó, không xanh đâu. Xanh thì thấy đã ha. Mình sẽ cặn cảnh cho nó nhiều hơn nè. Hẹn là nó chín liền rồi. Mình phải để tôm chín rồi nó bỏ thôi. Bỏ vô một tí cỡ 30 giây đến 1 phút là nó chín liền rồi. Rồi về cho tí xíu mắm. Dạ mình cho một tí mắm. Tí xíu trong tôm này là tí xíu mắm. Tí mắm. Tí nữa là lạc này chắc mình chấm thêm một tí, còn đâu mình cho một tí thôi. Tôm nó không thích mắm đâu, vô nó là nó mặn. Xanh gì? Chừng muỗng cà phê nhỏ nó sắm là đúng rồi. Rồi chín rồi đó. Bây giờ mình bỏ ra cái dĩa. Bỏ ra dĩa là được một bữa cơm tối. Đơn giản mà rất là ngon. Mình cứ thử nha. Ok, bữa cơm tối đơn giản, rất là ngon. Vẫn là cơm gà đây ha. Này với chân mắm ớt nè. Thấy không, thấy chân mắm ớt không, đã không? Ớt này là ớt lông đó nha, ớt chỉ thiên đó nha. Cay cực kỳ. Nó giòn. Nó giòn lắm, nhưng mà thơm mùi tỏi mà nó ngọt quá của cây cái bông hẹ, ngon cực kỳ. Tôm nè, tôm này nó cũng ngon nữa, nó thấm ngon lắm. Một cái bó hẹ này mình mua ở chợ cả khoảng 3 đồng. 3 đồng về mình làm một cái gì á rất là ngon mà là bổ nữa. Ăn tí ớt cho nó cay cay không. Đã thơm một tí mùi tỏi. Bạn thử nha, ai muốn ăn thử thì coi. Mà nếu mà ngon hay dở thì bỏ xuống comment cho mình biết ha. Theo mình thì rất là ngon. Ủa dạ cay quá. Này ăn bạn, nếu mà ăn chay, mình xào chay mình ăn cũng ngon nữa. Ok, thôi mình tắt video. Bye mọi người. Nếu mà có câu hỏi gì thì cứ để comment biết nha. Ok, bye.